Ở tuổi 27, Sơn Tùng MTP thực chất giàu có đến cỡ nào khi sở hữu mức cát xê trên trời. Sơn Tùng MTP là cái tên mỗi lần xuất hiện đều gây bão với công chúng bởi sự tài năng, đẹp trai và giàu có của nam ca sĩ. Là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu showbiz Việt, nhưng Sơn Tùng lại vô cùng kín tiếng đời tư. Ở tuổi 27, anh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì đã có trong tay khối tài sản siêu khủng, gồm công ty giải trí, căn hộ cao cấp, xe tiền tỷ và nhiều đồ hiệu không thể đếm hết. Bản thân nam ca sĩ gốc Thái Bình chưa bao giờ tiết lộ về những tài sản mình đang sở hữu. Thế nhưng khi nhìn vào nguồn thu của anh, mọi người đều hiểu rằng chàng trai 27 tuổi này không phải dạng vừa đâu. Gần đây, Sơn Tùng dính chuyện lùm xùm tình cảm giữa Thiều Bảo Trâm và Hải Tú khiến dư luận không khỏi xôn xao, nhưng cái tên Sơn Tùng MTP vẫn không hạ nhiệt. Sau hơn 8 năm làm nghệ thuật, Sơn Tùng MTP đã sở hữu một khối lượng lớn tài sản với thu nhập khủng. Sức ảnh hưởng lớn cùng lượng fan hâm mộ đông đảo đã giúp nam nghệ sĩ quê Thái Bình trở thành gương mặt đắt giá của showbiz Việt tính đến thời điểm hiện tại. Có thể nói, thời điểm này, âm nhạc của Sơn Tùng MTP đã chính thức đi xa khỏi đường biên giới của Vpop. Chủ tịch ba công ty chuẩn bị rót vốn vào Blastay. Những ngày đầu mới tham gia showbiz, ai cũng biết Sơn Tùng MTP đầu quân cho công ty của nhạc sĩ Huy Tuấn. Sau đó một thời gian, anh chuyển qua WePro Entertainment của ông bầu Quang Huy và gặt hái được vô số thành công với các dự án âm nhạc và phim ảnh hot. Tuy nhiên, vào năm 2016, Sơn Tùng MTP bất ngờ tách khỏi công ty WePro và tự lập nên MTP Entertainment với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Thời điểm đó, anh cũng cho ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Lạc Rồi. Không làm khán giả thất vọng, ca khúc nhanh chóng chiếm được sự yêu mến quá nhiều của người hâm mộ. Chia sẻ về lý do vì sao thành lập công ty, anh cho biết, tôi muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc thay vì chỉ là một ca sĩ đơn thuần. Bản thân đã có thành công nhất định, Sơn Tùng MTP muốn giúp đỡ và định hướng cho nhiều bạn trẻ có đam mê âm nhạc, có cơ hội được công chúng biết đến, nên nam ca sĩ đã thành lập thêm hai công ty có tên là MTV Talent và MTV and Friends. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Talent được thành lập vào tháng 10 năm 2017 với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Còn công ty cổ phần MTP and Friends do nam ca sĩ và các bạn bè của mình thành lập vào tháng 10 năm 2018 với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của các công ty là hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Hiện cả ba công ty này của Sơn Tùng đều hoạt động rất hiệu quả, đem lại nguồn thu không nhỏ cho nam ca sĩ. Bất ngờ hơn nữa, vào cuối năm 2019, Jack Dung chia sẻ, Blastay sẽ ký kết đầu tư với nhiều đối tác, trong đó có cả phía ca sĩ Sơn Tùng MTP. Giờ đây, anh không chỉ là ca sĩ, diễn viên, chủ công ty mà còn là nhà đầu tư đình đám. Được biết, Blastay kết hợp phát triển 3 ngành nổi bật gồm du lịch, bất động sản và công nghệ. Thu nhập khủng từ kênh YouTube, hợp đồng quảng cáo. Khác với những ngôi sao thường chia sẻ hình ảnh về tài sản cá nhân giá trị như nhà cửa, phương tiện đi lại, Sơn Tùng MTP lại là người rất kín tiếng. Nói về thành công trong âm nhạc thì nam ca sĩ chính là người có nhiều sản phẩm âm nhạc hit nhất đến thời điểm này. Hàng loạt các ca khúc như Em Của Ngày Hôm Qua, Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh, Lạc Rồi được khán giả trong lẫn ngoài nước biết đến. Theo Social Blade, kênh thống kê hàng đầu về các YouTuber, tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Sơn Tùng đứng thứ 10 trong số các kênh được theo dõi nhiều nhất Việt Nam. Doanh thu ước tính mỗi năm có thể lên tới 738.000 USD, tương đương hơn 17 tỷ đồng. Tính đến nay, Sơn Tùng đã có 6 sản phẩm đạt được 100 triệu view trên kênh YouTube, gồm Hãy Trao Cho Anh, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Lạc Rồi, Nơi Này Có Anh, Em Của Ngày Hôm Qua và Chạy Ngay Đi. Với sự nổi tiếng và độ phủ rộng của tên tuổi, các cát xê của Sơn Tùng luôn thuộc vào hàng top trong giới showbiz Việt. Cách đây vài năm, đạo diễn Việt Tú từng tiết lộ, theo nguồn tin mới nhất, ông em Sơn Tùng MTP sẽ sớm đi vào kỷ lục khi là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam lãnh lương sự kiện chính số 0. Một số thông tin ngoài lề cũng cho hay, các cát xê đi hát của Sơn Tùng MTP là 1,2 tỷ đồng và chi phí để sử dụng hình ảnh của anh lên tới 800 triệu đồng. Ngoài đi hát, hiện Sơn Tùng MTP đang là một trong số nghệ sĩ có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất showbiz Việt. Những đơn vị mời Sơn Tùng MTP làm gương mặt đại diện đều là nhãn hàng lớn và khá chịu chi. Đây là một nguồn thu không hề nhỏ, thậm chí có thể nói là rất lớn, là ao ước của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Nhà đẹp, xe tiền tỷ, đồ hàng hiệu không liệt kê hết. Không chỉ đầu tư nhà đẹp, xe sang và đồ hiệu trong cuộc sống hàng ngày, nam ca sĩ sinh năm 1994 còn đầu tư vào các dự án của mình. Mỗi một sản phẩm được trao chuốt, chỉnh chu loạt đồ hiệu, siêu xe và dàn người mẫu nóng bỏng như đốt mắt người xem giữa sa mạc khổng lồ. Những cái tên hàng hiệu có thể nhắc ngay khi xem MV như Puppery, Versace, Fendi, Calvin Klein. Cụ thể, trong MV Hãy Trao Cho Anh, chiếc áo khoác lông có giá 188 triệu, áo khoác Puppery hơn 46 triệu, áo khoác Pyrotix khoảng 57 triệu. Dù không bao giờ lên tiếng khoe mẽ, nhưng nhìn vào những lần chịu chơi của Sơn Tùng như mời rapper Snoop Dogg quay MV ở nước ngoài, tổ chức những tour diễn hoành tráng đẳng cấp là mọi người đủ hiểu tiềm lực của Sơn Tùng không thể coi thường. Theo một số nguồn tin, hiện tại nam ca sĩ đang sống trong một chung cư cao cấp tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, Anh tổ chức Run Evoque có giá gần 3 tỷ đồng là phương tiện di chuyển. Bên cạnh đó, Sơn Tùng MTP còn được xem là tay chơi hàng hiệu hàng đầu của showbiz Việt với kho đồ hiệu đếm không xuể, giá trị lên đến nhiều tỷ đồng. Được biết, Sơn Tùng là một fan ruột của dòng sản phẩm Saint Laurent. Hàng tỷ đồng được anh chia ra để sắm trang phục và hàng chục triệu đồng cho các phụ kiện như giày, kính, áo vest. Có thể thấy, sức nóng của Sơn Tùng MTP chưa bao giờ giảm. Với tài năng và sự nổi tiếng như bây giờ, chắc chắn nam ca sĩ gốc Thái Bình này vẫn còn khiến người ta phải trầm trồ hơn nữa trong thời gian tương lai.